phải sạch sẽ nè. Không không, em thơm lắm anh ạ. Đừng có để em phát hiện ra coi như là xong phim. Em không thích bạn gái mà hay cằn nhằn em đâu. À, mình tên là Huỳnh Anh Phát, năm nay mình 25 tuổi và hiện tại mình là nhân viên ngân hàng. À, anh Linh cho em 1 phút 30 giây để em dựa lên chính mình đi, đang run. Rồi cho em nghỉ phút 30 giây để chị Cát Tường sẽ mời bạn gái ra xem sao. À, em tên là Trần Hồng Nga, em năm nay 25 tuổi, hiện em đang là điều dưỡng. Điều dưỡng ở đâu vậy? Dạ em làm tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương chị. Mình làm công tác ở đó lâu chưa? Dạ em làm nay hơn 4 năm rồi chị. À, nhưng mà xin vậy ở trong khoa, trong bệnh viện không có ai để ý mình hả? Ừ, dạ cũng có, nhưng mà chắc tại không hợp hay sao đó chị. Sở thích của em là gì? Em thì em thích nấu ăn nè, em thích đọc sách, đọc truyện cổ tích nữa. Rồi thỉnh thoảng thì ngắm mưa. Hả? Ngắm mưa? Ngắm mưa chị. Ngắm mưa hết hồn, tưởng đâu là tắm mưa. Tắm mưa hấp dẫn à? Này ngắm mưa Linh ơi, thôi tắm ngắm mưa. Ngắm mưa hả? Dạ. Bên đó bạn Nga làm điều dưỡng, bên đây là bạn Phát làm ngân hàng. Nãy giờ nghe Nga giới thiệu rồi, bây giờ bạn giới thiệu sơ cho Nga biết đi. Sở thích của em là đi câu cá, cũng có một số tàng lẻ như là hát, nhảy. Rồi, thôi nhảy đi, nhảy đi. Mình nhảy bên kia đâu có thấy đâu. Mình giới thiệu cái giọng hát hò của mình để bên kia ấn tượng cái đã. Cho em hát bài Riêng Một Góc Trời. Rồi. Tính Ngọc. Quá dữ. Vỗ tay. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Em dữ ha. Nhẹ vương theo gió, gió mãi có thể xa rời chốn xưa. Tình như là ô rơi buồn trong nỗi nhớ. Chơi chơi. Ủa em có ngậm gì trong miệng không vậy? Không không, em có ngậm gì ơi chơi. Đâu hát lại một câu coi. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Hay chứ, dễ thương là, là có nét. À, đẹp trai nha, dễ thương nha. Hỏi bạn gái có ấn tượng gì không? Trời ơi, lên ta có thể ấn tượng kia ơi. Dạ, ấn cũng nhiều mà tượng cũng nhiều nữa. Là sao? À, chưa hiểu. Tại dấu ấn gì lại cũng nhiều mà em tưởng tượng ra anh cũng nhiều nữa. Tưởng tượng ra sao? Nghe cái giọng đầu á, chắc bậm trợn. Bậm trợn? Sao vậy? Tự nhiên là bậm trợn. Ém giọng lại nhiều quá, em nghe có vẻ nó nặng nề, nó bậm trợn. Thật ra không phải vậy đâu, dễ thương lắm. Á. Bây giờ mình đáp trả lại đi em, mình đâu có thua được. Anh bậm trợn vậy thôi, em dịu dàng, em nhỏ nhẹ chút xíu ha. Rồi. Rồi em. Em đi trên con non mong ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nắng lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sớm nhà tranh. Em đi qua mấy sông giữa mấy đèo, dâu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặn lội về thăm. Rồi. Hay quá. Hai người hợp đó. Người câu cá, người ngắm mưa, xong hai người hát qua hát lại, hai người coi luôn. Bây giờ thích mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích một người phải sạch sẽ nè, phải có công việc ổn định nè. Sạch sẽ là sao mới là sạch sẽ? Ví dụ như là không có mồ hôi trên cơ thể nè. Ủa, chịu không có nổi. Ta làm mệt ra mồ hôi chứ. Không, làm mệt thì có quyền ra mồ hôi, nhưng mà mình phải có cách khắc phục là mình phải tắm rửa gì được đó. Hôi. Nó không được gọi là hôi quá, chịu nổi chứ. Có không? Không không, em thơm lắm anh ạ. Còn cái gì nữa không em? Em thích một người phải chân thành nè. Phải biết tôn trọng những người xung quanh của người đó. Rất là ghét những người mà nói dối. Lỡ dạy mà nói dối không tốt, nếu là thú thiệt với em. Đừng có để em phát hiện ra coi như là xong phim. Trời ơi trời. Cô điều dưỡng của nó chuyện quá ghê quá. Sao? Xong phim luôn rồi đó nghe. Đáp ứng được không? Đáp ứng nhu cầu đó. Cái cuối cùng á thì em hơi hồi hộp, xúc động đại một tí. Nhưng mà những cái đầu tiên là ok, em được hết. Ừ, cái mà có cái gì mà sai trái hãy thú thiệt. Thật. À, trải qua mối tình nào chưa? Em được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc thời sinh viên năm 3 của em. Lúc đó là em có mở tiệm tô tượng, sau đó là khách hàng của em. Em cua luôn. Mối tình thứ hai của em cũng là một bạn điều dưỡng. Và trùng hợp này là bạn này làm bệnh viện Nguyễn Tri Phương bây giờ. Từ từ. Có khi nào là đồng nghiệp không? Từ từ nha, khoan nha. Coi chừng nhầm là xuống liền nha. Tôi coi tả sơ coi bạn hồi đó làm sao. Bạn hồi đó mập lùn. Mập lùn mang kính đen. Đen. Đen.
quê Cần Thơ. Không phải vậy, vậy là không có Cần Thơ vậy. Không? Không phải, không phải. Em ở thành phố, em ở Sài Phố. Vậy không lộn, không sợ, sợ gặp lại người xưa kỳ lắm. Rồi không sao, không sao, bên này khác. Đâu, đâu, đâu. Bên đây không có lùng, bên đây cao. Không, em nghe cái giọng là em biết rồi. Có tật xấu gì không? Là tật xấu của em, cái gì mà em không thích á, em cứ lại nhảy lại nhảy em nói hoài, chị nói gì là mình sửa hết rồi thôi. Giống như tía ở nhà em đi nhậu không, em nói hoài không được, em cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, em mới nói chừng nào mà tía nói thôi nó tao không nhậu nữa vậy thôi. Tía em mà chấp nhận em chứ bạn trai nó không chấp nhận đâu, lại nhảy hoài nó ghét lắm, đúng không Phát? Dạ đúng rồi chị ơi, em không thích bạn gái mà hay cằn nhằn em đâu. Bạn yêu cầu gì về người bạn đời của mình? Người bạn đời của em thì phải biết tôn trọng gia đình hai bên và tôn trọng những mối hệ của nhau. Hai là phải tự chủ và độc lập một tí. Cũng như là nếu mà làm chấp nhận hy sinh công việc của mình tí thì lùi phía sau lo cho đời sống gia đình thì ok. Tức là bắt phụ nữ phải hy sinh cho mình? Không không, hy sinh cho gia đình của chúng ta. Tại sao em không hy sinh mà bắt người phụ nữ hy sinh cho gia đình? Dĩ nhiên em sẽ hy sinh bằng cách là làm nhiều hơn để lo cho hạnh phúc. Rồi về hình dáng như thế nào, ngoại hình? Hình dáng thì cao ráo một tí, thích bạn nữ mặc váy, mặt tròn tròn bầu bệnh, mà tóc đen. Ta chăm sóc bệnh nhân được, tức là ta chăm sóc gia đình được, thấy không? Đừng có đòi hỏi nhiều quá, vậy là được rồi. Dạ. Ha, chấm rồi phải không? Bây giờ kéo màn lên gặp cái là ok liền nha. Nga có đồng ý là sau cái buổi hôm nay là cho Pháp cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn không? Đó là câu hỏi hay câu tỏ tình? Kêu ông tỏ tình, ông hỏi ngược lại người ta. Trước một bạn nữ dễ thương em hay bị đơ như vậy. Không, nhảy cái anh đang ngồi chứ không có đang đứng. Đứng lên nhảy cái cho nó. Đó hồi nãy không có thấy, giờ thấy ra con nhảy có gì lạ chứ. Tao quay đây nè. Mày tổ chức cho em xin miếng âm nhạc được không ạ? À? Bài Chỉ Riêng Một Quỳnh Ta của Nguyễn Hưng. Vội sang thức sắc vắng tay chỉ riêng mình ta, tính ngay tanh to với những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sau lòng thấy cô đơn lạ thường, ngày em vừa qua thôi chỉ thấy trái đã chỉ riêng mình ta. Giang lắm rồi. Không được đâu. Dễ thương. Dũng này vui nè. Vui á, tôi còn không đạp á. Lần đầu tiên luôn á. Nga phải biểu kiến đi chứ Nga. Nhảy thì cũng được, ráng mập xíu nữa thì chắc được. Điều dưỡng về, điều dưỡng cho người ta đi. Đúng rồi, tự nhiên mình mỗi lần có bạn gái là mình mập lên mà không biết tại sao á. Nhờ được chăm sóc á. Hy vọng lần này cũng vậy. Rồi giá như mập lên chút được hả. Rồi chúng ta hết thời gian, chúng ta sẽ có bạch tiền đẹp. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nhìn nhau rồi, lúng la lúng liếng rồi. Bây giờ nè, nắm tay thử coi giờ có điện truyền không nè. Nó bắn lộn tên tàn này chưa? Chứ gì hết mà bắn bạn vậy? Lý do tại sao Nga chọn bạn khác? Em nghĩ tại vì cái suy nghĩ của bạn nó cũng, mặc dù là bằng tuổi với em, nhưng mà cũng có vẻ nó chín chắn hơn chứ không giống như những người khác.